trước khi vào chủ đề chính đó các bạn, mình mong các bạn hãy dành ra một ít thời gian để qua bên kênh Túp Chia Sẻ này để đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Đây là cái kênh nhỏ của mình và mình vừa mới tạo, cũng chia sẻ những cái mẹo hay đời sống hàng ngày nha các bạn nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì ở đây mình có một cái bóp, thì cái bóp này á nó bị hư dây kéo nè các bạn. Thì khi mà các bạn kéo lại thì nó sẽ bị bung như thế này nè. Đó. Tức là nó không có sát các bạn. Đó. Đây. Thì cách khắc phục của nó là rất là đơn giản các bạn nha. Các bạn không cần phải thay nó. Các bạn chỉ cần áp dụng theo cái cách này của mình thôi nha. Các bạn sẽ sử dụng một cây kìm nè. Nhìn ở đây nó sẽ có một cái đuôi nhỏ nè các bạn ha. Cái đuôi này là nó khi các bạn kéo là sẽ khép lại, nó dính lại nhau ha. Thì lâu ngày cái đuôi này nó bị hở các bạn. Thì bây giờ các bạn chỉ cần dùng kìm thôi nha. Các bạn sẽ để vô như thế này. Đó, các bạn để. Đó. Ha, để vô như thế này nha. Rồi các bạn sẽ bóp một cái mạnh cho mình ha. Đó, rồi như vậy là ok đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo lui về hết luôn. Rồi các bạn sẽ kéo lên. Rồi ha, như vậy là ok nha các bạn nha. Rồi các bạn nhìn nè. Rồi phần về dây kéo thì các bạn kéo lại nó đã ok, nó đã khép lại ha, sát rồi ha, không bị xúc giống như lúc nãy, nhưng mà nó sẽ bị nặng nha. Khi bạn kéo nó sẽ nặng, lâu ngày nó sẽ bị nặng nữa nè. Rồi thì để làm cho nó nhẹ hơn đó, các bạn sẽ sử dụng cái cây đàn cầy nè, hoặc nếu các bạn không có đàn cầy thì các bạn có thể sử dụng xà bông cục nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bôi cái sáp đàn cầy này vào trong đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo thử xem nó sẽ khác với lúc đầu ha. Đó. Nó sẽ nhẹ hơn, trơn tru hơn nha các bạn nha. Mình hy vọng là cách này sẽ hữu ích đối với các bạn nào mà đang bị trường hợp khóa kéo bị bung ra hoặc là kéo nó nặng ha. Thì các bạn cứ áp dụng theo cách này. Còn nếu như bạn nào mà có cách nào mà hay hơn thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết, cùng chia sẻ đến mọi người nha. Video của mình chia sẻ đến là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình phát triển các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút chuông để không bỏ lỡ những video mình ra hàng ngày là 8 giờ sáng nha các bạn nhé.